Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay Hùng muốn chia sẻ với các bạn là một cái kỹ thuật về lắp thân bằng đá tự nhiên cho cái ngôi biệt thự. Thì ngày hôm nay Hùng muốn chia sẻ này điều này bởi vì anh em muốn xây nhà năm 2023 là có cái đá lắp thân nữa thì có thể là tham khảo cái video này. Thì ở đây thì chủ đã sử dụng cái đá tự nhiên lắp thân cho khu vực sân nhà mình hơn 100m2 cho khu vực sân biệt thự mình, là một cái ngôi biệt thự theo phong cách sân cổ điển. Đây thì gia chủ có cái sân này thì cùng chia sẻ được đầu tiên ấy là các bạn là cái sân này được đổ bê tông, nền bê tông rất là chắc với chiều dày nó rơi khoảng 20 phân đấy để tạo độ cứng cho cái sân này. Đó, sau đó thì là chúng ta sẽ yêu cầu bên tổ đội thi công làm theo cái ke vuông là gồm có góc vuông này, làm cái góc vuông đó, chiều thẳng chiều dọc này, để làm sao để sau này khi mà mình lát lên ấy thì nó có cái độ chính xác về cái thẩm mỹ đúng không ạ, và cái mặt phẳng của cái sân đó. Thì ở đây gia chủ đã sử dụng cái đá tự nhiên lát sân là 30-60 xanh rêu băm mài viền đó, băm mài viền như ở đây đó. Thì ở đây xung quanh viền thì là bằng mài nhẫn, còn ở đây là bằng băm. Thì ở đây thì các bác làm này thì cũng là để là một theo cái sở thích. Cái việc thứ hai là các bác là sợ trơn trượt, nhưng thực ra cái đá tự nhiên lát sân này thì có thể là bạn mài nhẫn thì cũng không về không bị trơn trượt như nhá. Đấy, thì đây là một cái hình thức là đá lát sân tự nhiên màu xanh rêu. Và tiếp theo ấy thì là ở đây ấy, sau khi mà bê tông ở phần dưới nền này này sẽ khô đấy, khô và chắc chắn thì sẽ được tiến hành bắt đầu đi lát. Thì ở đây thì sẽ sử dụng cái hồ dầu một kết hợp với cát đấy, hứa cát với lượng xi vừa phải để có thể là làm cái hồ dầu. Và chiều dày của này là rơi khoảng 2 phân 2 phân rưỡi cái hồ dầu bên dưới, và phần trên là phần đá tự nhiên lát sân đấy, đá tự nhiên lát sân. Mà sẽ được lát ở đây là có một cái điều là lát ngang nhà đó. Chứ nữa Hùng sẽ quay một cái tổng thể cho các bạn xem. Và phía đằng trong kia có một cái điều rất là đặc biệt đây này đó, rất là đặc biệt khi mà đây đã chủ có lát tiếp theo ấy chia sẻ xem là đây là cái hình thức lát là các bác lát là tất cả các mạch ở đây viên đá này sát vào nhau đó, chứ không phải để cách một phân đến nửa phân nữa đấy. Thì đây là một cái hình thức lát cũng tương đối là phổ biến cho bây thời điểm này. Và Hùng muốn nói ở đây là cái phần kỹ thuật về cái phần ốp chân tường này. Gia chủ muốn cái ốp chân tường bằng đá tự nhiên này này, cũng bằng xanh rêu nhá, chiều dày của nó là cũng 1 phân thôi, và có mài xung quanh viền, đó là mài xung quanh chỉa chỉnh viền đấy, để cho cái chân tường này để mục đích là sau này là đỡ bẩn và rửa sân thì nó không bám lên trên tường. Thì đây là một cái điều các bạn lưu ý khi mà lựa chọn cái phần sân tường nhá. Trên vừa rồi cũng chia sẻ với bác là một cái kỹ thuật về thi công đá lát sân cho làm sao cho ngôi nhà đẹp hơn. Thì chúng ta sẽ đi vào những video chia sẻ hữu ích khác nhau về cái vật liệu khác. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video chia sẻ tiếp theo ạ.